Thì đây là món đu đủ xanh xào với lại thịt heo mọi người ơi. Đây, mình xào kiểu này thì thịt heo này, thịt ba chỉ mọi người nhé. Ăn rất là ngon luôn, không sợ bị ngán này. Đây, đu đủ xanh xào kiểu này rất là thấm vị luôn. Mình sẽ bào sợ như thế này, mình xào rất là ngon mọi người ơi. Đây, món ăn đơn giản thôi nhưng mà rất là ngon miệng luôn. Đó, mọi người trông có hấp dẫn không? Hello hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình lại vào bếp để nấu ăn đây mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ làm cái món thịt heo xào với lại đu đủ xanh mọi người nhé. Đây, thịt heo thì mình sẽ sử dụng cái thịt ba chỉ này, rất là ngon luôn. Mình đã rửa sạch và thái cái miếng mỏng mỏng như thế này. Đấy, cái phần đu đủ thì mình hái ở ngoài vườn vào và mình sẽ gọt cái vỏ của nó đi. Sau đấy mình sẽ dùng cái nạo mình bào sợi như thế này mọi người nhé. Đây, mình bào cái dạng sợi như thế này, mình xào thì nó sẽ thấm vị, ăn rất là ngon luôn này. Đấy, mình sử dụng cái mỡ heo mọi người nhé. Sử dụng mỡ heo thay cho dầu ăn, xào thì nó sẽ rất là ngon luôn. Đó, một chút hành tỏi khô bằm nhuyễn để phi cho nó thơm này. Giờ bây giờ mình tiến hành thôi, mời mọi người xem mình làm cái món ăn này nhé. Let's go nào. Đây, đầu tiên là mình sẽ ướp sơ qua cái phần thịt heo này. Đây, mình sẽ cho vào đây một ít cái hạt nêm cờ no này. Đấy, cho một ít cái hạt nêm cờ no vào đây mình ướp. Đây, cho thêm một ít cái hành tỏi khô nhé. Đây, mình chỉ cần ướp đơn giản như vậy thôi. Đấy, món xào thì mình không cần phải ướp cầu kỳ lắm. Cho ít cái hạt nêm cờ no với lại hành tỏi khô vào, mình ướp một lát nhé. Rồi, ok. Đây, rồi tiếp theo là mình sẽ cho một chút cái mỡ heo vào cái chảo này nhé. Đó, cho nó xì xèo tan chảy ra. Đây, mỡ heo mình ốp có cả cái phần tốp này, tốp mỡ mọi người. Đó, mình xào với cái mỡ heo này là nó ngon hơn so với việc mình xào với dầu ăn. Đây, rồi mình sẽ cho cái hành tỏi khô vào. Đây, hành tỏi khô bằm nhuyễn cho vào phi thơm lên nhé. Đây, phi cho nó thơm phức lên. Đây, rất là thơm luôn. Mình sẽ cho cái phần thịt heo đã ướp vào này. Đây, mình sẽ xào qua cái phần thịt heo này trước nhé. Xào qua cái phần thịt heo này cho nó săn lại. Săn lại cho nó thơm ngon. Rồi mình mới cho cái phần đu đủ vào sau. Đây, rất là đơn giản thôi. Thịt heo mình sử dụng cái thịt ba chỉ ngon ngon một chút. Nó ít cái phần mỡ, ăn nó đỡ ngán đó mọi người. Đây, tiếp theo là mình sẽ cho cái phần đu đủ vào nhé. Đấy, xào qua cái phần thịt heo cho nó săn lại như vậy. Là mình sẽ cho đu đủ này. Đu đủ mình bào sợi thế này, mình xào là nó rất là ngon luôn. Đây, mình sử dụng đu đủ xanh mọi người nhé. Xào đu đủ xanh thì nó sẽ giòn ngon, nó không có bị lủn đó mọi người. Đó, mình cho hết cái phần đu đủ vào. Đây, mình cho hết cái phần đu đủ vào rồi mình sẽ trộn đều đấy nhé. Trộn đều cho cái đu đủ này nó xịt xuống. Đấy, trộn đều với cái phần thịt này cho nó thấm. Ăn cho nó ngon. Mình trộn đều đi rồi mình sẽ nêm lại. Đấy, rồi mình sẽ nêm lại nhé.
Này mình sẽ cho đây một ít cái muối ăn. Này cho thêm một ít cái bột ngọt này. Này mình sẽ cho thêm một thìa nước vào. Đây, mình cho thêm một thìa nước sôi vào cho nó có cái độ ẩm dưới cái đáy chảo này. Đây, mình xào nó rất là nhanh chín và nó thấm gia vị đều. Đây, mình nêm nếm lại cho nó vừa khẩu vị là mình sẽ xào một lát mọi người nhé. Đấy, xào thêm một lát cho nó đu đủ này, nó chín tới đấy. Là ăn rất là ngon ngọt luôn. Này, những cái đùa đu đủ này. À, mình bào dạng sợi thế này xào nó rất là thấm vị và nó cũng rất là nhanh chín thôi. Ăn rất là ngon luôn. Đu đủ xanh xào với lại thịt ba chỉ. Mình sử dụng cái đu đủ xanh này mình xào là nó sẽ không bị lún mọi người này. À, nếu mình sử dụng cái loại đu đủ gần chín là mình xào này nó sẽ bị lún. Bị lún thì ăn nó không có ngon. Nếu mình thích ăn giòn thì mình xào nó vừa chín tới thôi thì ăn nó sẽ giòn. Còn nếu mà thích ăn mềm thì mình xào kỹ kỹ một chút. Đây mình xào được rồi, mình sẽ cho thêm một chút cái hành lá vào nhé. Đây cho thêm một chút hành lá vào. Hành lá mình sẽ cắt khúc như thế này. Đây, cho thêm một quả ớt mình thái ra. Đây, rồi ok, để mình tắt bếp mọi người nhé. Đây rồi đây mọi người ơi, mình đã hoàn thành xong cái món đu đủ xanh xào với lại thịt heo này. Để thịt heo thì mình sẽ sử dụng cái thịt ba chỉ nhé. Mình xào thế này ăn rất là ngon, không sợ bị ngán nhé. Đấy, còn đu đủ xanh thì mình sẽ bào sợi như thế này. Xào thì ăn rất là thấm vị, ngon luôn. Rất là ngon ngọt, ăn rất là thích luôn mọi người ơi. Đó, mọi người trông có ngon miệng không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau ạ.